Mang 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 ra. Rồi bây giờ chuẩn bị vô nhà của chị Mơ nha. Mơ khờ nha mọi người ơi. Nhớ xem nha mọi người. À, nhớ xem kênh của anh Hậu Tiến nè, của anh Minh Tân TV nè, anh Phan Nghiệp nè, Quang Phạm Cần Thơ. Phan Nghiệp Vlog, anh Hậu Tiến TV, anh Minh Tân TV. Đây xong mắm cửa. Rồi, mẹ mang rồi. Mẹ chưa thì giúp mẹ đi. Rồi bây giờ đi nha, bây giờ theo chân mình đi xuống vô nhà của chị Mơ nha. Đi Bảo. Khoan để mấy ảnh quay đi, chừng nào mấy anh ngưng máy rồi mình quay. Tới mình. Mấy chị Hương với Mỹ Nương là đẹp hơn của Hổm nha. Vậy hả? Dạ, bữa nay thấy trắng đẹp hơn. Rồi bây giờ mình đi vô khúc này đi, hai chị em quay TikTok nè. Quá dữ rồi. Tấm nghiêng cái dù xuống. Bảo ơi, coi chừng nó bỏ, coi chừng cái vỏ má đó. Đó. Sao mang không ngay lại? Ừ. Cái nào? Mới nâng cấp lên hả chị? Ồ sao cái này nó nhiều quá vậy không biết nữa. Chết! Nó hai cái nhũ sao nó tươi quá vậy? Cái đầu nó chập trùng quá trời luôn thiệt á. Anh ưng, anh ưng. Bưng giùm nó đi, dành cho nó quay giùm em. Anh đô quay bưng giùm nó mấy ông rồi. Quay sau lưng mày tới nha. Có người đút hàng ngày. Ờ trời đất ơi. Hả? Ờ nút hàng ngày nó còn bự chứ ai mà nút. Ủa cái chùm rùa kìa. Chùa lắm á, ăn ừ. Không có đâu để nè, đâm nước mắm mới ngon. Đúng rồi. Đâm nước mắm rất là ngon. Cái gì vậy? Đây. Rồi đã đi vô chung luôn nè. Quá, wow, fan này lời quá trời luôn á. Fan này lớn như lắm. Ủa luôn á. Gì vậy? Ê chính hai chị mấy trái này cái chính. Hai chị mấy trái lý cái chính. Cái lý. Ủa, tự nhiên tắt nguồn, anh lên cho mượn thợ anh lên, tự nhiên tắt nguồn vậy, coi em có anh lên. Tự nhiên tắt nguồn rồi. Kèm ruột. Rồi bây giờ mọi người ơi, theo chân của Diễm Hương xuống nhà, vô nhà Mơ Khờ nha. Cái đường đi này mọi người thấy quen thuộc không? Đó, Diễm Hương xuống này bữa nay cũng khác nữa mọi người. Cũng là đẹp xuất sắc hơn của Hổm, có sao nó vậy nha. Đó. Điện thoại bị gì nữa vậy trời. Chết rồi, xuống quắc à. Cá gì vậy? Cái hả? Cá phi nó tám hả? Nghiêng cái dù xuống sau lưng miếng đi. Không có, em với chị Hương quay TikTok. Rồi. Được chưa? 1, 2, 3 đi. Hello bà già, nghèo khổ cô đơn giữa mùa đông lạnh giá. Ai bà già? Trời ơi. Ai bà già mà nghèo khổ? Trời ơi, bà tao giờ thấy nghèo khổ hả? Thế tao đeo vàng hà chứ không nghèo khổ. Tao biết không lỗ cái mắt ra coi ai nghèo khổ ai là tao nói vậy. Chửi kìa, bà chửi kìa, chả. Tao vậy mày nghèo khổ gì? Tao mới nhìn kỹ ra em là ai nghèo khổ. Tao mới nói chuyện là tao mới phải suy nghĩ ra rồi tao mới nói nha. Cái tao về nghèo khổ gì? Tao quýnh tét đầu tao bây giờ à. Được chưa? Người ta vậy mà nói nghèo khổ. Thế đeo vàng nó vòng nặng muốn chết thôi mà nói nghèo khổ lại vậy. Trời nè. Trời ơi tụi bay nghe ngược vừa nó nhớ không. Bỏ nói tiếng nghèo khổ nhớ không. Rồi mọi người ơi, bây giờ là gần tới nhà Mơ Khờ nha mọi người. Đó. 2 tháng nay mới gặp lại nè, 2-3 tháng vậy anh Tân. Gì 3 tháng má, 3 tháng. Bữa nay đúng 3 tháng nè. Tại vì hai lần đi xuống đây không có ông. Không có ông mà đi về. Ờ à, đi về. Bà đi về. Rồi mọi người ơi chia sẻ nha. Yêu mến Diễm Hương thì chia sẻ mấy cái kênh này nha mọi người. Chia sẻ nha, chia sẻ vô hội nhóm, chia sẻ công khai cho Diễm Hương nha mọi người ơi. Chia sẻ cho anh Tân nha. Anh Tân nè, anh Hậu Tiến nè. Anh Phan Nghiệp nè, đó, bây giờ có ba người giới thiệu ba người, ủa đừng đi đâu rồi, mất tiêu rồi. Trời ơi, tưởng đi xuống sông luôn chứ. Ê, con chó đó nhẹ không? Nó cắn. Mẹ. Đi. Nó quạo à, nó cắn rồi nha. Xin. Cứ chừng đập mềm nha. Ê Mơ nó biết không ta? Nó biết mình xuống không ta? Không hả? Nó đâu có điện nữa hả? Ê đừng nói có em nha không? Để coi kỹ coi Mơ nhận ra em không? Bỏ mà mình xuống nè, bỏ em xuống. Mà mấy anh không có cái đầu
Ta hỏi nhỏ này nè, cô bạn tôi đâu rồi bà? Không có. Chị Quyền, chị Quyền, chị lên đây nè, chị đi với Tám vô coi mơ nhớ 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 em hôn nha. Em chào mấy chị nha. Dạ, em nay em xuống đó rồi chị. Chút xíu ra mà chị em mình ca một bài đi, hiểu không? Ok chị yêu. Bảo muốn quay không? Dạ. Gần tới nhà mơ khởi nha mọi người. Nào, mọi người ơi chuẩn bị nha, coi mơ như thế nào nha mọi người. Coi mơ có nhớ Diễm Hương không nha mọi người ơi? Dạ. Coi mơ còn nhớ không? Đây là fan cứng của mơ khờ nha. Đó, có sao nó vậy? Chị Hương lắm á, biết không? Kệ vô. Mất tiêu rồi, bảo mất tiêu rồi kìa. Gì kệ. Về xe sao trời. Mẹ nè. Nãy gì? Tới chưa? Không qua giờ tới nhìn. Vậy hả? Con má. Mày phải đi chừng cây số mày mới đã. Trời đất ơi. Đi chừng cây số. Mày làm gì vậy Du? Rồi anh Khoan Nghiệp vô trong đó hay gì rồi kìa? Quan Phạm chứ. Đâu đó Quan Phạm đây nè. Ông Quan Phạm chứ. Cái gì mà tôi cao nhất. Bị gì vậy anh Lân? Ờ Phan Nghiệp cao nhất hen. Mà nó bị gì vậy? Nó bị sụp nguồn nè, delay lại hả? Đúng rồi, bữa đó nước ngập rồi không có đi được đâu. Lội tội khó đi chứ. Giờ nó còn sủ với sợ. Kìa mới khờ, kìa mới khờ ra tới kìa. Tới kìa, tới kìa. Kìa kìa đó. Có nhớ không vậy không? Mới khờ chuẩn bị ra đón Diễm Hương nha mọi người. Ai biểu con nẹt vô chi? Ở nói phải không rồi, mất tay. Mơ. Vậy kê vậy? Ừ, nổ có nổ hết luôn cho nó đã. Để cho mẹ vui nè mà. Có biết con nói tiền bạc đâu đi. Ôm vô, ôm vô cây. Chết thành chân đêm nay luôn rồi. Có ai nó cãi chứ sao kìa? Vô vô mấy anh chị ơi, ô, mấy tay ơi. Dạ lớn lên, dạ lớn lên. Mấy. Chưa chuẩn bị. Chưa gì mà nổ chưa vô. Không có cháy đâu. Nổ hết luôn, chết vui. Ủa nhớ tôi hả? Nhớ em lắm em ơi. Trời ơi, ê, nhớ tôi hả mơ? Nhớ. Sao vậy? Bình ga làm sao? Ở đây hả? Nóng ở đây hay gì? Hả? Em đi trên cỏ non dục về. Dạ. Chào chú, chào thím. Hello mọi người nha. Hôm nay xuống thăm mơ khờ nè. Đây là quê hương qua có một chùm mã vui lắm qua ơi. Cái nhà mà nó chồng mã hả? Trời. Vô cả coi coi sao mơ. Vô 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 vô. Bưng mẹ vô luôn đi. Vô luôn. Vô vô vô. Trời ơi nó có xích đu xích ơi rồi đẹp quá ha. Ôi ơi sao vậy? Chào quá trời ơi, bệnh quá trời. Trời ơi. Ôi ơi, đồ đẹp quá vậy. Cô. Ôi. Mơ ơi. Sao mà làm gì cái búa đông rồi đập vậy kìa? Nóng quá chị nổ. Nóng gì mà nóng? Có. Nóng chết liền. Bà này đập nè. Không. Em đập chi đi hôm qua thì thành phố đập chi. Có nổ hết trơn nè, biết ra anh Quân nó mời nấu đồ quặng nổ chết. Chút xíu vô người ta sửa cho nó. Sao đập chi vậy? Em đâu có đập. Nó quan em. Mơ, đây sao? Nay nhà đẹp vậy? Biết sao? Sao? Nóng quá rồi nó bằng mà đá cái cương nổ. Ừ. Anh Quân nó mời biết ra chết một mắt một còn. Ủa nay nhà đẹp đấy nha mơ, nay là. Chị, bữa nay chị kêu tháo bình ga ra giúp cái này ra cho em đi. Nha, nó ngồi bọt quá mơ. Ê, nay nhà đẹp mơ. Quá đọc. Ê nhớ tôi không? Không nhớ, nhớ hai đứa. Trời ơi. Chúc trăm năm hạnh phúc tỷ chung bạc đầu nha. Ba ở gì luôn. Trời ơi mất. Ông đồ lớn bà coi nè. Gì vậy? Cái biết gà đổ rồi trời nó kêu trời ngồi vô coi nhé. Cái ăn uống nó chết đêm nay nè. Trời tao cho bác. Không phải, cái này là bị đập. Này bị đập. Bà tôi qua đập cái gì? Trưng đập, đó là bà đi bà. Vậy hả? Vậy hả? Hùng đập với chị ta. Ê, mấy ngày nè, mơ. Bận đồ ai vậy, ai cho đồ vậy? Em mua chị. Đồ này hả? Dạ.
Ồ đẹp quá ha. Đứng ở đây nè, đứng ở đây nè, đứng ở đây nè. Đứng ở nổ đó bà nổ luôn. Nổi bà nổ. Nhớ ai không? Nhớ ai không? Dạ. Quên rồi chị Cẩm Hương hả chị? Ờ chị Diễm Hương. Hung chị Diễm Hương biết hết nè. Không đi ra bởi tắm tắm hồn chết ông không kêu hết. Sao ông hung ai chị Quyền? Ai cũng hung đều chứ, đều canh tị đó. Được chưa? Hùng luôn. Hùng chị Tăng nè. Rồi đi lên, đi lên đây chơi đi. Lấy con biết ra con nè. Ba con nè. Mà vui không? Sao vậy? Mà tôi qua mới đập á. Má con đập đúng con, công an bắt hết trơn. Bây giờ tao không cho giận nè ba. Con mới mua bình ga nhỏ kìa, ông coi gia đình con vậy đó mà vui ba. Ông nói bỉ đầu xin tiền xin vàng tham. Nó nổ cái chết tôi mà nói làm con nó nổ cái bỉ đầu bởi cổ cháy tịch trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Không hết hồn hết chứ, thôi không hùng được. Không mà ông ra. Hùng luôn hả? Hùng ba đi, đợi mày kì vậy. Trời ơi. Hùng hết trơn con. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, quý khách rồi bây giờ mua bình ga nhỏ nè quý khách. Thằng ơi, kho dịch luôn. Kho gà vậy, kho gà. Thì cười không, để không nói tôi ham tiền ham vàng, nhà tôi ngộ mà. Rồi đằng kiếm hôm qua nè tôi không thấy luôn. Kỳ vậy? Không vô bỏ rồi đó. Rồi là bỏ cái ghen của hổng rồi đó. Ghen gì nó bỏ rồi đó chị. Rồi nó cháo rồi nãy giờ nấu. Dạ. Ra rồi nó cháo. Mấy ai tôi nói lại đắng đi cho nó bụng gãy. Thôi ngồi đây chơi đi. Không có, đi đi qua đầu bạn chơi mau đi đi. Đi. Đi theo tôi nè của bạn đi. Ê, mình đi xuống nhà xương. Ê bên kia mình hát karaoke đi. Xuống xương luôn hả? Đi. Thôi thôi mẹ ơi, ở đây chơi đi không có bận. Thôi cộng lên trước chơi nè. Đi lên trước chơi nè, lên trên nhà mình nè. Cái gì nó quẹo mấy chị mới xong. Thôi đi lên trận chơi đi. Thôi tôi muốn lên trận nè. Lên trận chơi. Rồi chào cả nhà nha. Bây giờ có ai mà yêu mến Diễm Hương thì follow chị Diễm Hương nha mọi người. Ê nay nhà đẹp quá Diễm Hương. Sao giờ mà gì đâu. Bữa nay đi xuống Mơ Khờ với là Thảo Sương. Ờ khờ chứ khùng đâu khùng. Mơ dĩ thương. Ơ dạ ba mình chụp nè. Đó. Ơ mẹ cưng, ơ mẹ chú kỳ á. Mơ giới thiệu. Ờ ơ cho mẹ con tưng cho nè. Hả. Ơ mẹ đi. Mơ. Ok dạ. Giới thiệu chị Diễm Sương mất mặt sướng. Chị Diễm Hương. Thôi bây giờ không giới thiệu vậy. Giờ chị Diễm Hương bên chị Kiều Mỹ rồi ghé thăm mấy mơ hai chồng mình tăng. Chị bán lạc sưởng luôn. Mình là ủng hộ người ta. Chị ba. Đừng nấu cho. Ờ chị ủng hộ chị Hương bán lạc sưởng có tiền để xuống thăm mơ. Dạ. Ừ. Ờ ủng hộ bán hai lạc sưởng luôn. Mà chuyện tào lao bất giác. Ừ. Không muốn tào lao người ta làm thì kệ người ta ủng hộ chị. Giới thiệu đi mọi người ủng hộ lạc sưởng của chị Hương đi. Cho chị bán lạc sưởng nè. Dạ giới thiệu chị Diễm Hương bán lạc sưởng luôn. Kè kè bạn nhóc kìa mời. Ai mua ủng hộ? Dạ. Ai mua ủng hộ có tiền. Ai mua ủng hộ cho chị gì quên à? Diễm Hương. Chị Diễm Hương. Có tiền cho mơ. Bên chị Kiều Mỹ gửi ủng hộ tiền có tiền tao cho mơ. Mơ bánh. Mơ khùng. Thôi mơ khờ đi đừng khùng. Mơ khờ đó. Ờ mơ khờ đi dễ thương đừng khùng. 1 2 3 nè. Chụp hình nè. Tăng chưa chịu mày đó, tao thấy mọi người bắp cho tôi tăng thử cho nó giỡn. Kêu đi mày ai. Một hồi chị kêu. Nè bây giờ nói nè, bây giờ ai thương Diễm Hương mơ thì chờ follow cho được. Ai thương cái Diễm Hương này thì follow qua gặp chị Diễm Hương yêu chị Diễm Hương luôn. Cho một like có tiền luôn. Thấy không tôi nói biết. Mà hồi chị giới thiệu cho em kim đổ cái bình ga đó nghe anh Du. Dung, dục bình ga đó, bình ga bỏ ra cho em, nó nổ chết em. Ê, chị Diễm Hương có, chị Diễm Hương có đem lạc xưởng cho mơ nè. Chị quá đã rồi bà con ơi, thôi lên rồi đó, quá đã. Lát là đem bình này, không đem này cho nó. Quá lát rồi đem bình ra. Lát dẫn mơ ra ngoài thôi mà. Dạ hả? Đừng ăn uống gì chứ. Nó nổ đêm nay mà banh nhà nè. Ừ. Nó cầm cái lạc xưởng ấy quên mất tiêu. Mà cái đó ai đập vậy hả? Ai đập cái bếp ga vậy? Quý giá đó. Trong nhà hai đứa thân nè. Hai đứa thân. Hai đứa thân là má con thân. Ôm hôn ra. Tao giải quyết cái đám này. Hôn. Hôn. Ê. Chơi tao. Giống giống má tao hôn. Tao coi tao giải quyết cái đám này. Trời đất ơi. Chơi ba. Mẹ con bà không thân. Để luôn mua bà giữ đàn ông đó. Mà kế mẹ đi cái gì đó mà ghen. Bạn gái tốt nào. Một hai ba. Ê. Ê. Tao nó ra đất nước làm thân hết trơn đó. Không à. Vô luôn vô, bốn mình luôn. Vô cái nè, đó không? Vô đây. Vô luôn. Cái nè, một băng mình nè. Đó là ông dân ta thí dụ cho nè, đó đẹp không? 1 2 3 vô. Đó. Theo chị Tân, con cãi tôi bà cự hoài. À chú Dũng. Dạ. Ngồi quay đi, ngồi nói chuyện con chơi. Gì? Ngồi ghế đi. Con mé nó kiểu quay đẹp kìa. Thôi khùng quá ta. Ra ngoài kia mấy cầm ra. Để về kể cho nghe nha. Dạ. Hello mọi người. Cưng á, không có đập bình ga, bếp ga để nấu. Đập là nổ là chết đó. Dạ. Mình còn sống mình còn phải đẹp. Mình hello, follow nha không? Nhớ follow mình TikTok shop nha mọi người ơi. Bên nhỏ mì nương nha. Đó. Hello mọi người nha, follow cho hai chị em nha mọi người. Bây giờ đi cho nói cho em nghe, chị cho em 1 triệu đồng nè. Nè quay lên.
Bây giờ quay ra. Em không làm gì nữa nha cha. Mốt là chị dành không thăm em nữa đó. Rồi, cảm ơn chị. Dạ chị tên gì em không biết. Chị Quyền. Dạ chị Quyền, cảm ơn chị. Chúc chúc chị Quyền ăn Tết lên tình bạc đầu đi chung ha. Dạ. Em chết đó cho nó vui. Dạ, chết đó cho vui, Quỳnh ra ngộ đó. Thôi qua qua đây ngồi chơi đi chị Quyền. Dạ. Chúng mới xong rồi đi. Không được. Qua ngồi chơi đi. Hay đi lên trước đi, đây nóng lắm. Nóng quá mà. Nóng lắm. Mơ ơi. Mơ. Đi lên trước đi, mẹ bà nóng kìa nè, mẹ nóng kìa. Nồi mẹ nóng kìa, lên trước đi cho má. Đi dắt mẹ lên đi. Nè, ở đâu đó? Lên trước mẹ. Nè nè, nè, đem ra cho mẹ 500 của em nè, một đứa mẹ 500. Đây cho mẹ liền. Chị Quyền ha. Con kia bả vô đây, kia bả vô đây. Bà Quyền. Bà Quyền. Kêu đi đứng làm gì, tao quay làm gì vậy? Đâu làm gì ngộ quá. Ừ. Đi quay. Nó bị gì rồi? Nó không nghe nữa hay gì vậy? Chị Quyền cho mẹ 500 kìa. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Qua đây, cô qua. Cô qua kìa. Qua vô đứng đi. Bà la bả giờ mà nó con mơ không có đặt bình ga, bà nói rồi bà nhốt có vô tù đó. Ừ. Nó cuốn ta lại chặt cái dầu. Trời ơi, qua. Ai đặt bình ga? Mơ đặt bình ga chứ phải cô qua. Bà hổng nghe bả rồi sao hai đứa không hả? Đâu cô đặt bình ga hả? Không phải không, bà tao đó. Nè, cho 500 nè. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chị gì? Chị Diễm Hương. Dạ, chị Diễm Hương. Ba mua má là xưởng kêu dạ, mọi người mua giùm xưởng. Đi dạ mua giùm, cảm ơn chị Diễm Hương cho ông nghèo 500 ngàn. Ừ. Dạ cho cô qua 500. Dạ chị Quyền cho nhiêu nãy anh cho 1 triệu. Dạ, dạ. Tiền lớn người ta đó thấy không? Giống rồi ôm hung, cảm ơn ôm hung mẹ đi, ôm hung hai người luôn. Ừ. Vừa lòng chưa? Hát đi. Hát bà qua luôn nè, chơi hết mình á. Bà qua không nhiệt tình. Chơi với trong nhà chứ không biết gì hết. Dạ rồi rồi. Bà ngồi lại. Rồi mà can bả đi, lòng mẹ đi, lòng mẹ. Bây giờ ca lòng mẹ đi. Mình có đó mình vô báo phiếu đi. Dạ. Ờ lòng mẹ bà dạy ha. Ờ ca đi. Ca đi. Nó quyết cách cho mà cái bình ga đó giờ lòng mẹ tôi nha. Nó nổ. Ca đi, ca đi. Tôi lớp. Ngồi chơi đi bạn gái. Thôi được rồi. Đi lên trước đi, nóng quá. Nóng què thì ngồi đi mệt. Mẹ chuẩn bị chút sao. Rồi bây giờ ca đi, ca cho tao quay nè. Ca được rồi. Ca bán nha, lòng mẹ. Ừ. Lòng mẹ bao la như biển Tây Bình dạt dào. Tình mẹ ấm áp tôi kết không nên người. Mẹ ơi sống mùa xuân qua vui. Giấc mơ cho mẹ sống nè. Ở trên đời này ai đẹp bằng hơn giấc mơ. Vỗ ta. Lòng bán nha quý vị. Có, là tình cha nữa. Tình cha nữa. Ừ, mà mẹ phải có cha chứ. Rồi, rồi. Bán nó nghỉ nha. Ừ. Khang tiếng thật cậu chết. Tình cha áp đi. Tình cha áp cho cả con sống đi cha. Ông rồi bình ga bữa nay nổ chết chúng con. Con vui phiêu bạc giữa đời không biết gì nói ơn tôi gì. Tôi con xin lỗi cha trống ăn Tết linh đình nụ cười thọ cha ơi. Hai. Cha chẳng nghe đó. Bình ga chết mà không lo ba mà tiền bạc ăn uống ba. Anh thằng ơi ba. Em gửi người đang xem nha. Đi qua kia đi bà ơi. Đi qua đâu? Bên Bình Sơn. Không có bệnh làm gì mình quay đây đi. Bánh nó rộng gãy rộng gãy. Trời ơi bánh còn hẹp nữa. Chị giống mẹ, chị nóng kìa. Nóng gì nóng lắm. Đi nóng kìa mẹ, nóng kìa, đi đi. Có chỗ đâu ngồi đó. Chỗ đâu ngồi. Không có bệnh rộng. Con xin cho con ơi, không có thử. Rộng lắm. Ừ, ở đây đại đi thần với không thần gì đi đại đi. Nó nghe mà không xuống nữa đó. Dạ. À, đi đi. Thần nó nghiệp cho mày đi thằng bạn. Đi nè, đi theo tôi nè. Đi. Đi. Ê, nay nhà đẹp quá nha. Hả? Ừ. Ừ. Đi ngoài đi. Thương bạn lắm. Giúp cha nổi chứ.